Mario cái một lứa nha anh em. Bé cái này mình phối bữa 26 tháng 5 nha anh em. Màu mãng rất là đẹp ha. Tướng tái rất đẹp. À, bên mình có bao tiêu là sản phẩm cho anh em nha. Anh em muốn miệng liền thì hốt bé này ha, thích hợp cho anh em nuôi kinh tế nha. Và bên kia thì em đực ha, mình cũng thanh lý em đực đó luôn nha. Em đực đó thì cá rất là mềm. Anh em cứ liên hệ với mình qua số điện thoại đó trên màn hình ha. Em đực đó 10 tháng tuổi nha, thích hợp cho anh em nuôi giữ nhà giữ xưởng ha. Hoặc là anh em để làm giống cũng được ha. Màu mãng rất là đẹp. Anh em thích bé nào thì cứ liên hệ với mình ha. Mình quay chi tiết cho anh em xem nha.